Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới. Lâm Trạch chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả để xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 10, đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu những tháng còn lại của năm 2014. 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa tiếp tục có bước phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt trên 924 ha. Sản lượng lương thực vụ hè thu đạt gần 1.800 tấn. Chăn nuôi vẫn được xác định là khâu đột phá nhằm tăng tỷ trọng cho nông nghiệp của huyện miền núi Minh Hóa. Đến nay, số lượng và chất lượng tổng đàn gia súc gia cầm tăng khá. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Là địa phương thuộc diện hưởng lợi theo nghị quyết 30A của chính phủ, trong năm 2014 này, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, huyện Minh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Hiện huyện đang xây dựng 133 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 86 công trình chuyển tiếp và 47 công trình mới với tổng vốn 106 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện Minh Hóa được quan tâm đúng mức. Năm 2014 này, huyện tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống trường học để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chú trọng nhằm từng bước giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Minh Hóa cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới, cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Về tình hình triển khai nghị quyết 30A với tổng nguồn vốn được phân bổ là 17 tỷ đồng, huyện Minh Hóa đã thực hiện các chính sách hỗ trợ lương thực, giám sát xuất khẩu lao động, xúc tiến thương mại, đào tạo năng lực quản lý cho cán bộ cơ sở. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện một số sở ban ngành liên quan. 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch của thành phố Đồng Hới đều tăng. Sản xuất nông nghiệp được mua toàn diện, thu ngân sách thực hiện được 470 tỷ đồng, đạt 97% dự toán thành phố giao, 105% dự toán tỉnh giao. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị được chú trọng, đặc biệt đã hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố lên đô thị loại 2. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Hiện Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới cũng đã báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2014 và đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của thành phố để thảo luận, tìm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đề ra trong năm 2014. Chiều nay ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh, chủ trì buổi họp. Theo kế hoạch thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, từ năm 2014 đến năm 2016, tỉnh Quảng Bình sẽ đồng mới 110 chiếc tàu khai thác hải sản, trong đó gồm 10 chiếc tàu vỏ thép và 100 chiếc tàu vỏ gỗ. Trong 3 năm, tỉnh Quảng Bình cũng sẽ đồng mới 5 chiếc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản và nâng cấp cải hoán 42 tàu cá. Chính sách cho vay vốn lưu động sẽ được áp dụng cho 1.650 tàu khai thác có công suất từ 20 CV trở lên và 5 tàu dịch vụ khai thác hải sản. Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện chính sách tín dụng trên 910 tỷ đồng và tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ cho các chính sách về cấp bù lãi suất
bảo hiểm khai thác hải sản xa bờ, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ, bảo dưỡng tàu vỏ thép, đào tạo thuyền viên vận hành tàu vỏ thép trên 254 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các cơ quan ban ngành chức năng đã thảo luận, đưa ra dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tỉnh. Thông qua dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, kế hoạch thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản và hướng dẫn tiêu chí lựa chọn, trình tự thực hiện vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn, tuy nhiên, sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa vẫn chưa đạt tiêu chí này. Xã Mai Hóa mới chỉ bê tông hóa được 5 km đường giao thông liên xã, 2 km công trình đường liên thôn và đường nội đồng. 8 tháng đầu năm 2014, toàn xã đã bê tông hóa được 3 công trình đường giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của huyện Tuyên Hóa. Tuy nhiên, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện xã đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn liên xóm. Song khó khăn nhất vẫn là vấn đề kinh phí. Bằng các giải pháp thiết thực, Đảng bộ và nhân dân xã Mai Hóa đang nỗ lực để khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thành tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương thì cần sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp các ngành. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi và trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, nhiều hộ dân ở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn để phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động. Vốn quen với lối làm ăn manh mún nhỏ lẻ ở địa phương, trước đây ông Nguyễn Văn Tám ở thôn 5 xã Lâm Trạch chỉ dám đầu tư nuôi vịt với số lượng ít, mỗi ngày cho thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng từ việc bán trứng. Nguồn thu hàng tháng không đủ tiền cho con ăn học. Mãi đến năm 2007, xã Lâm Trạch có chủ trương khuyến khích bà con nông dân địa phương tận dụng quỹ đất để mở mang quy mô sản xuất vươn lên thoát nghèo. Ông Tám đã bàn với vợ nhân đầu thầu 2 hecta đất lúa một vụ kém hiệu quả để phát triển kinh tế. Với diện tích đất có được, ông đầu tư vốn mua thêm con giống, đa dạng vật nuôi. Với phương thức sản xuất nuôi thâm canh, gội lửa, chủ động được nguồn giống nên trang trại của ông Tám ngày càng phát triển và đã hạn chế được những thiệt hại do dịch bệnh. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, nhiều hộ dân trong vùng đã tìm đến gia đình ông để học hỏi kinh nghiệm. Hiện trang trại của ông có hơn 1.600 con vịt, 350 con gà đẻ trứng, trên 1.200 con gà ngan thương phẩm và ông nuôi 15 con bò, 10 con trâu. Ngoài ra, ông Tám còn nhận chăm sóc và quản lý 6 hectare rừng tự nhiên, trồng hơn 4 hectare rừng keo và cây thông đã cho thu hoạch. Năm 2012, ông đã bán được lứa keo đầu tiên, thu lãi trên 100 triệu đồng. Qua thời kỳ tôi chăn nuôi gà vịt các thứ thì trước đây thì nhỏ lẻ, nhưng lại gần đây là 5 năm lại gần đây thì tôi cũng có phát triển thêm nhiều. Nhưng qua kinh nghiệm là được các hội cho là tập huấn qua các lớp thì vừa học hỏi trên sách vở nhưng vừa qua thực tiễn, nó coi như mình cũng rút ra được cái kinh nghiệm là phải hàng năm là phải là tiêm phòng rồi là ăn uống đầy đủ và cũng siêng năng để cho đặc biệt là uống nước là phải sạch rồi ăn phải no đủ rồi là ngoài ra chuồng trại là coi như cũng về mùa hè thì phải thoáng, mùa đông phải là thương che. Nhằm tận dụng hơn 80 hecta diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, xã Lâm Trạch đã vận động bà con nông dân nhận đất để mở rộng phát triển kinh tế theo hướng trang trại. Tuy nhiên, do địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, nên người dân chưa có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, đến nay, xã Lâm Trạch có rất ít các trang trại cho thu nhập cao từ 30 triệu đồng trở lên. Phương thức sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Vì dân thì điều kiện dân ở đây thì là sản xuất thì nhỏ lẻ. Cái quỹ đất thì có nhưng mà kiến thức thì cũng về là phát triển chăn nuôi sản xuất thì nằm hơn cũng vững, cho nên là phát triển mùa là để nhân trong cái mô hình như kiểu mô hình ông Tám đấy là phải gặp rất nhiều khó khăn. Về hội nông dân thì cũng qua nhiều lần kiến nghị ở cấp trên giúp đỡ, là thứ nhất là ngân hàng chính sách và bên quỹ hỗ trợ của nông dân huyện, nông dân tỉnh là tăng cường cho hội nông dân vay, là cái thời gian vay nó dài hơn với cái đồng tiền cho vay nó nhiều hơn. Hiện nay thì
đối với ngân hàng chính sách thì cái mức cho vay cũng thấp, mà đối với bên quỹ hỗ trợ nông dân cho vay cái mức độ hàng cũng thấp. Đây có nhiều cái chính sách hỗ trợ như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi là hỗ trợ về cái kiến thức, rồi hỗ trợ về con giống chất lượng có hiệu quả. Cùng với sự nỗ lực của địa phương trong việc tận dụng nhiều diện tích đất kém hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Lâm Trạch đang cần sự hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành để người dân địa phương có điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế trang trại có quy mô, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây trồng vật nuôi, góp phần giúp nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 m.